Clip này mình đang bán lại hai cây cũ này nha bạn, mấy cây này hoành nó cũng lớn, 50 năm mấy á. Này bữa nó 53. Cái này ở dưới cũng 50 rồi. Hai cây thanh lý. Cái này cây cũ rồi nha bạn. Các bạn coi cũng được, các bạn vô clip cũ các bạn coi cũng được. Hai cây này mình bán được hai cây thanh lý luôn. Được, đem mai đem mà đất mình trồng lại. Gỡ bầu ra đem mà đất trồng lại. Cái này mới người ta mới ủ bầu à. Ra rễ cho mày nhiều lắm, giờ đem ra đất trồng lại. Hai cây da đen, nuôi da đen lá lớn thành lý. Tại hôm nay mấy bữa rồi mình không có đi lấy cây bạn ơi. À bằng như là giai đoạn này mình hạn chế đi lấy cây lắm, bán mấy cây giống ở nhà chơi vị trí thôi. Ăn cơm là chứ đi lấy cây lắm bạn ơi, cây cối giờ nó cũng cạn rồi. Cây rẻ thì hết, cây mắc thì nhiều. Hai cây da đen nha bạn, cây cũ thôi bạn ơi. Cây nó lên một cúc cái nó nhảy ra ba thân, nuôi lắm cây này, được cái nuôi lắm, nó có nu. Mặt trước nó cũng nu nữa, mặt trước nó nu nhiều, cũng hộp hộp như vậy. Hai cây thanh lý được, mai đem mà đất trồng, trồng cho mốt nó bự tổ rồi em đi vô trồng uống sơ sơ thả cốt lại. Hai cây da đen nha bạn.